Cây dừa nước tưởng chừng chỉ phục vụ cho việc làm nguyên liệu lợp mái nhà cho người dân thì nay đã đóng góp một sản phẩm tốt cho sức khỏe của mọi người. Với quá trình dày công nghiên cứu, anh Phan Minh Tiến ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm ra cách để dừa nước tiết ra mật chế biến thành nước giải khát và một phần mật được cô đặc phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày. Cây dừa nước nó sống ở theo các khu vực ven sông, là những cái khu vực quen các đồng ruộng nên nó rất là thuần về tự nhiên. Người dân cũng không có xài thuốc trừ sâu hay là phân bón. Nói chung là cây dừa này nó hoàn toàn nó tự nhiên mà mọc tự nhiên. Nên cái việc mình khai thác mật dừa nước từ cái cây, cái sản phẩm nó rất là về an toàn, đảm bảo vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cũng từ đây, sản phẩm mật dừa nước ông Sáu được xuất hiện trên thị trường, xuất phát từ nhiệt huyết về niềm đam mê của một chàng kỹ sư trẻ. Vùng đất Cần Giờ vài năm trở lại đây thu hút khách du lịch từ nội thành, thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan trải nghiệm. Chứng kiến du khách rất thích thú với cơm dừa nước, Tiến nảy ra ý định làm một số sản phẩm từ cây dừa nước quê hương. Là người tốt nghiệp khoa công nghệ hóa trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Tiến có kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến thực phẩm. Trong quá trình nghiên cứu về cây dừa nước, anh đã nhận thấy cuống hoa dừa nước có mật, mang giá trị dinh dưỡng cao. Ở nhiều quốc gia trên thế giới đã có ngành công nghiệp dừa nước, chiết xuất mật, đường, giấm, rượu, v.v. Đây chính là cơ duyên để Tiến đào sâu, nghiên cứu và sản xuất thành công mật dừa nước. Từ việc lấy mật thành công từ cây dừa nước, anh Phan Minh Tiến quyết định sản xuất các sản phẩm từ loại mật này với quy mô lớn. Phan Minh Tiến đã hợp tác cùng với những người dân tại huyện Cần Giờ để họ tham gia khai thác mật và cung cấp cho xưởng sản xuất. Người đầu tiên được Tiến chia sẻ bí quyết để lấy mật từ cây dừa nước là anh Trần Hiếu Nhân ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nhân hiện cũng là nhân viên chuyên thu gom mật làm nguyên liệu. Anh Nhân chia sẻ. Từ trước tới giờ, những cây dừa nước như thế này là người ta chỉ lấy bồn thôi, còn toàn bộ là cái thân nó đều bỏ phí hết. Giờ nhờ anh Tiến về đây mà có được cái nước dừa. Làm từ cái dừa nước này gần nay gần một năm rồi, công việc thì cũng rất dễ. Hàng ngày thì chỉ việc đi dọn cho nó sạch từng cái cuống gì và chỉ việc đi dần massage cho nó để kích thích cho nó ra nước. Nhờ vào cái công việc dừa nước này cũng có thêm thu nhập hàng ngày và có thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Với mật dừa nước nguyên liệu thu về, Tiến hiện cung cấp ra thị trường hai sản phẩm. Mật dừa nước tinh chất là mật sau khi thu về sẽ được thanh trùng, đóng chai và dùng như nước giải khát, giữ được 3 ngày khi bảo quản trong tủ lạnh. Nước có vị ngọt, hơi mặn mặn từ các loại muối khoáng sẵn có trong mật. Sản phẩm thứ hai là mật dừa nước cô đặc. Sản phẩm mật dừa nước ông Sáu do Phan Minh Tiến sản xuất đã được tiêu thụ trên các trang bán hàng online trong hệ thống phiên chợ xanh Tử Tế do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA tổ chức. Sản phẩm mật dừa nước ông Sáu của Phan Minh Tiến vừa giành giải nhì cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2019 do Trung ương đoàn phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức. Mật dừa nước ông Sáu đã tạo động lực khởi nghiệp cho các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Đến với Cần Giờ hôm nay, ngoài đặc sản cá khô dứa, xoài Long Hòa, người dân du khách sẽ được thưởng thức thêm một loại thức uống đặc biệt. Mật dừa nước được kỳ vọng sẽ giúp Cần Giờ nổi bật trong bản đồ du lịch Việt Nam trong thời gian tới.